Quý vị và các bạn thân mến, Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh là bậc đại lão, cao tăng Tùng Lâm Thạch Trụ, được đông đảo chư tăng ni, Phật tử khắp nơi xa gần trong nước Việt Nam và trên thế giới yêu mến, kính trọng. Không chỉ vì đức hạnh, tấm lòng nhân hậu, từ bi của Ngài mà còn bởi vì những đóng góp to lớn của Đại Lão Hòa Thượng đối với sự nghiệp Hoằng Dương Phật Pháp, cải tổ nền Phật giáo nước nhà. Qua bài viết này, kênh YouTube Tôn Giáo Tín Ngưỡng sẽ giúp quý vị và các bạn tìm hiểu rõ hơn về tiểu sử cuộc đời và những thành tựu đạt được trong đạo nghiệp của Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh, thông qua nội dung chi tiết trong video sau đây. Tiểu sử chi tiết về Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh. Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh có thế danh là Nguyễn Văn Bình, pháp danh là Thiện Chánh, pháp tự là Chí Tịnh, pháp hiệu là Hân Tịnh, quý là Nhật Bình. Ngài vốn sinh vào ngày 17 tháng 10 năm 1917, dương lịch, tức ngày mùng 2 tháng 9 năm Đinh Tị, âm lịch, tại làng Mỹ An Hưng, phường Cái Tàu Thượng, quận Châu Thành, tỉnh Sa Đéc. Nay là xã Mỹ An Hưng, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Thân phụ của Ngài là cụ ông Nguyễn Văn Cân, thân mẫu của Ngài là cụ bà Nguyễn Thị Truyện. Ngài sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 6 anh chị em, bao gồm 2 anh trai và 4 chị gái. Bản thân Ngài là người con trai út trong gia đình. Năm Ngài lên 3 tuổi đã phải mồ côi cha, tiếp đến năm Ngài lên 7 tuổi lại phải mồ côi mẹ. Khi song thân của Ngài đều qua đời, Ngài sống cùng với các anh chị ruột trong nhà và được học hết chương trình tiểu học tại tỉnh nhà, rồi sang học chữ nho với người chú, học nghề thuốc bắc với người anh họ. Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh được sinh trưởng trong một gia đình trung nông có tấm lòng phúc hậu, nhân từ, có nề nếp đạo đức vững chắc và luôn một lòng kính tin Tam Bảo. Năm 1937, Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh đến chùa Vạn Linh, trên núi Cấm, tại ấp Vỗ Đầu, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, để xin xuất gia làm đệ tử với thầy bổn sư trụ trì là Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Quang. Khi Tổ Thượng Thiện Hạ Quang vừa trông thấy Ngài, Tổ liền ấn chứng, các ông đừng khinh chú này, đời trước chú ấy đã từng làm hòa thượng. Sau khi được Tổ cho phép xuất gia và được Tổ ban cho pháp danh là Thiện Chánh, pháp hiệu là Hân Tịnh, quý là Nhật Bình, tiếp nối dòng pháp Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 41. Sau khi xuất gia, Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh đã đi tham học Phật Pháp với chư Sơn Thiền Đức ở trong và ngoài tỉnh, lần lượt nghiên cứu tài liệu Phật học in trong tạp chí Từ Bi Âm, do Hội Nam Kỳ nghiên cứu Phật học, chùa Linh Sơn Bửu Thiền Sài Gòn ấn hành và tham học với Đại Lão Hòa Thượng Bích Liên, chùa Liên Tôn Bình Định. Năm 1940, Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh cùng với Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hòa, Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hoa tiếp tục ra Huế học. Trước tiên, Ngài theo học lớp trung đẳng tại Phật học đường Tây Thiên, do Trưởng Lão Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Thiền Tôn làm giám đốc. Sau đó Ngài theo học lớp cao đẳng tại Phật học đường Báo Quốc, do Trưởng Lão Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Tường Vân làm giám đốc, Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chí Độ là đốc giáo. Năm 1941, Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh đăng đàn thọ sa di giới tại Chùa Quốc Ân, Huế và được Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chí Độ ban cho Ngài pháp tự là Chí Tịnh. Sau khi mãn khóa cao đẳng Phật học năm 1945, Ngài trở về miền Nam để hoằng pháp và hành đạo cho đến lúc Ngài viên tịch. Quá trình hành đạo, tu tập của Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh. Năm 1945, Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh đã cùng với Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hoa thành lập Phật học đường Phật Quang tại huyện Trà Ôn, tỉnh Cần Thơ, nay thuộc tỉnh Vĩnh Long, do Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hoa làm giám đốc, Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh làm đốc giáo kiêm giáo thọ. Để viên mãn tam đàn giới pháp, năm 1945, Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh được đăng đàn thọ Tỳ Kheo và Bồ Tát giới tại chùa Long An, tọa lạc số 608, đường Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, do Trưởng Lão Hòa Thượng Chánh Quả làm đàn đầu hòa thượng. Năm 1948, Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh về thành phố Sài Gòn và thành lập Phật học đường Liên Hải tại chùa Vạn Phước, tại xã Bình Trị Đông, huyện Long Hưng Thượng, tỉnh Chợ Lớn, nay thuộc quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, do Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh làm giám đốc, còn Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Dung làm đốc giáo. Năm 1950, Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh nhập thất tịnh tu tại chùa Linh Sơn, tọa lạc số 104, đường Hoàng Hoa Thám, phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Năm 1951, Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh cùng Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hòa sáp nhập ba Phật học đường Liên Hải, Mai Sơn, Sùng Đức thành Phật học đường Nam Việt, trụ sở đặt tại chùa Ấn Quang, tọa lạc tại quận 10, tỉnh Chợ Lớn, nay là số 243, đường Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 1951 đến năm 1956, Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh tham gia vào ban giảng huấn và giảng dạy cho lớp cao đẳng Phật học.
Năm 1954, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh khởi công xây dựng chùa Vạn Đức tại đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1955, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh sáng kiến thành lập Hội Cực Lạc Liên Hữu tại chùa Vạn Đức, do Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh làm liên trưởng, Đại lão Hòa thượng Thích Huệ Hưng làm liên phó. Năm 1957, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh được Đại hội Giáo hội Tăng già Nam Việt cử ngài làm trị sự phó và kiêm trưởng ban giáo dục Giáo hội Tăng già Nam Việt. Đồng thời, ngài kết hợp với Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hoa, Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hòa mở các khóa như lai sứ giả tại chùa Pháp Hội, chùa Tuyền Lâm, chùa Dược Sư để đào tạo trụ trì và giảng sư cho giáo hội. Năm 1959, trong Đại hội Giáo hội Tăng già toàn quốc Việt Nam kỳ 2, vào hai ngày mùng 10 và ngày 11 tháng 9 năm 1959 tại chùa Ấn Quang, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh được Đại hội suy cử ngài làm trị sự phó Giáo hội Tăng già toàn quốc Việt Nam. Năm 1960 đến năm 1962, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh làm tuyên luật sư trong các đại giới đàn tổ chức tại chùa Ấn Quang, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh và tại chùa Pháp Hội, tọa lạc số 702, đường Điện Biên Phủ, phường 10, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh để truyền trao giới pháp cụ túc cho chư tăng. Năm 1962, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh được Giáo hội Phật giáo Trung Phần cung thỉnh ngài vào cương vị Phó Viện trưởng Phật Học Viện Trung Phần Hải Đức Nha Trang. Năm 1964, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh làm trưởng đoàn đại biểu Giáo hội Tăng già Nam Việt tham dự Đại hội Thống nhất Phật giáo Việt Nam, được tổ chức tại Chùa Xá Lợi, tọa lạc số 89, đường Bà huyện Thanh Quan, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Trong những ngày 30, ngày 31 tháng 12 năm 1963 và ngày 1 tháng 1 năm 1964 để thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Tại đại hội này, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh được suy cử vào cương vị Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tăng sự. Năm 1964, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh đảm nhiệm cương vị làm tuyên luật sư trong đại giới đàn Quảng Đức, tổ chức tại chùa Việt Nam Quốc Tự, tọa lạc số 244, đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1965, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh đảm nhiệm cương vị Yết Ma đại giới đàn Quảng Đức tại Phật Học Viện Huệ Nghiêm Gia Định và tuyên luật sư đại giới đàn Từ Hiếu Thừa Thiên, Huế. Năm 1966, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh là tuyên luật sư đại giới đàn Quảng Đức tại Phật Học Viện Huệ Nghiêm, tọa lạc tại khu phố 2, đường Đỗ Năng Tế, phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1966 đến năm 1968, tại Đại hội kỳ 2 Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh được suy cử vào cương vị Chánh thư ký Viện Tăng thống. Năm 1968 đến năm 1971, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh tham gia ban giảng huấn Phật Học Viện Huệ Nghiêm và ngài giảng dạy Phật pháp cho lớp chuyên khoa Phật học trong 3 năm. Năm 1969, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh đảm nhiệm cương vị tuyên luật sư trong đại giới đàn Quảng Đức, được tổ chức tại Phật Học Viện Huệ Nghiêm. Năm 1970, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh đảm nhiệm cương vị khoa trưởng phân khoa Phật học tại Đại học Vạn Hạnh Sài Gòn đến năm 1975. Năm 1971, sau khi Giáo hội Phật giáo thành lập Viện Cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm Gia Định, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh được cử làm viện trưởng từ năm 1971 đến năm 1991. Năm 1973, trong phiên họp của Hội đồng Giáo phẩm Trung ương, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh được cử làm thành viên Hội đồng Giáo phẩm Trung ương. Vào ngày 5 tháng 7 năm 1973, ngài được cử làm Chủ tịch Hội đồng Phiên dịch Tam Tạng thuộc Viện Tăng thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Cũng trong năm 1973, tại Đại hội Giáo hội Trung ương kỳ 4, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh được tấn phong Hòa thượng và được suy cử đảm nhiệm cương vị Phó Viện trưởng Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Cuối năm 1974, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh được Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hòa cử ngài làm cố vấn Hội đồng Quản trị Tổ đình Ấn Quang và các cơ sở trực thuộc Tổ đình. Năm 1975, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh được Hội đồng Giáo phẩm Trung ương cử làm trưởng ban kiến thiết Pháp Bảo Viện tại xã Linh Xuân Thôn, Thủ Đức Gia Định. Năm 1976, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh được mời làm Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Năm 1977 và năm 1980, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh được cử làm tuyên luật sư và chánh chủ khảo trong đại giới đàn Thiện Hòa, tổ chức tại chùa Ấn Quang. Tại Hội nghị đại biểu Thống nhất Phật giáo Việt Nam, tổ chức tại thủ đô Hà Nội,
Từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 7 tháng 11 năm 1981, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh được Đại hội suy tôn ngôi vị thành viên Hội đồng Chứng minh, suy cử cương vị Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, kiêm trưởng ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Năm 1982, tại Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 1, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh được cử làm trưởng ban trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1982 đến năm 1987. Đến tháng 4 năm 1984, sau khi Hòa thượng Thích Chí thủ chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam viên tịch, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh được suy cử quyền chủ tịch Hội đồng trị sự, rồi chủ tịch Hội đồng trị sự nhiệm kỳ 2 và những nhiệm kỳ tiếp theo cho đến ngày ngài về cõi Phật. Từ năm 1984 đến năm 2013, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh được cung thỉnh làm đàn đầu Hòa thượng đại giới đàn đầu tiên và những giới đàn tiếp theo của Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức tại chùa Ấn Quang. Tháng 12 năm 1984, tại Đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 4, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh được Đại hội cử làm Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Tại Đại hội kỳ 3 năm 1992, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh được Đại hội suy tôn lên ngôi vị đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Từ Đại hội Mặt trận Toàn quốc lần thứ 2 năm 1983 cho đến Đại hội lần thứ 7, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh được bầu làm Ủy viên Đoàn Chủ tịch và tại Đại hội lần thứ 6, Đại hội lần thứ 7 năm 2009, ngài còn được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Năm 2004, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh đảm nhiệm cương vị đàn đầu Hòa thượng đại giới đàn Chí Tấn do Ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương tổ chức. Đặc biệt, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh đã được Ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo Bà Rịa Vũng Tàu cung thỉnh đảm nhiệm cương vị Hòa thượng đàn đầu truyền giới Tỳ kheo tại Đại giới đàn Thiện Hòa 1 năm 1993, Đại giới đàn Thiện Hòa 3 năm 2000, Đại giới đàn Thiện Hòa 4 năm 2003, Đại giới đàn Thiện Hòa 5 năm 2006, Đại giới đàn Thiện Hòa 7 năm 2013. Ngoài ra, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh còn chứng minh nhiều đại giới đàn do Ban trị sự Phật giáo các tỉnh lân cận thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Những đóng góp to lớn của cố Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh. Năm 1995, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh tiến hành khởi công xây dựng lại chùa Vạn Linh và tháp Tổ Hồng Xứng trên núi Cấm tại ấp Vỗ Đầu, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Năm 2000, với tư cách Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh đã ký quyết định thông qua dự án và bổ nhiệm ban trùng tu cơ sở văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Thiền viện Quảng Đức tại số 294 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2001, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh tiếp tục tiến hành việc trùng tu giảng đường chùa Vạn Đức, Phật đài Quan Âm, thư viện, thiền thất, phòng sách. Năm 2002, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh là chủ đầu tư xây dựng lại cơ sở văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Thiền viện Quảng Đức. Năm 2004, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh khởi công xây dựng lại chánh điện, nhà tổ chùa Vạn Đức với quy mô lớn, trang nghiêm tú lệ, đã thành tựu viên mãn, xứng đáng là cơ sở giáo hội tại địa phương. Với những công đức mà Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh đã đóng góp cho nền Phật giáo nước nhà, thế nên ngài đã được Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng thưởng những danh hiệu, huân chương cao quý, huân chương Hồ Chí Minh, huân chương độc lập hạng nhất, huy chương vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng tuyên dương công đức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nhiều phần thưởng cao quý khác. Những tác phẩm mà cố Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh biên dịch. Mặc dù bận rộn nhiều công việc cho giáo hội, thế nhưng Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh vẫn dành thời gian để biên dịch và giảng kinh cho mọi người. Những tác phẩm mà ngài đã dày công biên soạn, phiên dịch có thể kể đến như Kinh Pháp Hoa, 1 quyển; Kinh Hoa Nghiêm, 4 quyển; Kinh Đại Bát Niết Bàn, 2 quyển; Kinh Đại Bát Nhã, 3 quyển; Kinh Đại Bảo Tích, Đại Tập, 9 quyển; Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện; Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện; Kinh Tam Bảo; Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới; Kinh Pháp Hoa Cương Yếu; Kinh Pháp Hoa Thông Nghĩa; Đường Về Cực Lạc; Tứ Hoằng Thệ Nguyện; Kinh A Mi Đà Giảng Giải; Kệ Niệm Phật; Sổ Niệm Phật Công Cứ; Ngộ Tánh Luận. Cố Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh viên tịch khi nào?
Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh là một trong những vị cao tăng đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp Hoằng Dương Phật Pháp. Ngài đã có những đóng góp, những công đức cực kỳ to lớn trong công cuộc chấn hưng, thống nhất và hòa hợp Phật giáo, góp phần xây dựng và bảo vệ khối đại đoàn kết dân tộc, phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh chính là một bậc tôn sư trên đời, đã có rất nhiều công lao giáo dưỡng và dìu dắt hàng ngàn chúng tăng ni, giúp họ trưởng thành và noi theo tấm gương từ bi hỷ xả, tự giác giác tha của Ngài để bền vững đạo tâm và trang nghiêm cho giáo hội. Khi hạnh nguyện Hoằng Dương Phật Pháp, tế độ chúng sinh của Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh đã viên mãn, thì cũng chính là lúc luật vô thường đưa Ngài trở về Tây Phương kiến Phật. Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh đã viên tịch vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 28 tháng 3 năm 2014, dương lịch, tức giờ Tị ngày 28 tháng 2 năm Giáp Ngọ, âm lịch, tại chùa Vạn Đức, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Ngài trụ tại thế 98 tuổi và hạ lạp 69 năm. Một số câu nói nổi tiếng của Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh: mình sống trong thời mạt pháp, lấy sức người để tu hành cũng giống như đang ở nơi giữa dòng sông, chẳng những chung quanh toàn là nước mà còn có sóng lớn nữa, hoặc nhiều khi còn xuất hiện những chỗ xoáy trũng. Do đó phải học bơi lội và phải bơi lội giỏi, nghĩa là lúc nào cũng cần phải cố gắng tinh tấn đừng để phóng dật. Lại phải lập chí nguyện lớn, chí nguyện càng dõng mãnh thì nghị lực mới phi thường. Và nhớ là đừng bỏ qua tu mót. Tu mót là chớ để thời gian trôi qua khi gặp được cơ hội để tu. Gặp việc thì làm việc, rảnh việc thì nhiếp tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Dù còn trong sinh tử luân hồi, nếu cố gắng mót tu, mót phước thì cũng đầy đủ đạo Pháp, nuôi lớn được thân huệ mạng của chính mình. Nếu ai đã từng thực hành một thời gian rồi sẽ thấy tu mót đôi khi lại lợi lạc nhiều hơn các khóa tu hành chính. Người xuất gia có sự nghiệp của người xuất gia. Cư sĩ tại gia có sự nghiệp của người tu tại gia. Chỉ là lớn hay nhỏ mà thôi. Tuy nhiên nếu đã tạo sự nghiệp thì hãy như con nhện, chứ đừng như con tằm nhà tơ rồi chết trong cái kén của nó. Và cuối cùng nên giữ lại trong tâm chúng ta lời vàng ngọc quý giá vô cùng như sau từ bậc chân tu nhiều kiếp. Ngày tháng trôi qua nhanh lắm, một năm không mấy chốc đã hết rồi. Già, bệnh, chết không chừa một ai. Dù vô thường sinh tử, thân này tuy không bền lâu, nhưng mình phải cố gắng nương theo thân người này để tu hành, vượt qua biển sinh tử lên đến bờ giải thoát. Nếu chưa được như vậy thì cũng làm nhân duyên thù thắng cho những đời sau bằng cách giữ đạo tâm kiên cố và gieo nhiều căn lành và làm cho nó tăng trưởng. Pháp của Phật rất rõ ràng, chỉ cầu ở nơi mình có chí nguyện và thực hành hay không thực hành mà thôi. Nội dung video trên kênh Tôn Giáo Tín Ngưỡng đến đây xin phép được khép lại. Nếu thấy video hay xin các bạn hãy nhấn like, bình luận và chia sẻ để lan tỏa nội dung video này tới cộng đồng. Quý vị và các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chuông dưới góc phải màn hình để nhận được thông báo những video tải lên mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn.